Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc mới của EXO, đó chính là ca khúc Don't Fight the Feeling. Ok, trước khi vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin sẽ cố gắng giải đáp cho mọi người nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học nha thôi. Ok, đầu tiên là mọi người sẽ nắm hai tay lại như này và kéo qua bên đây, giống như là mình sẽ đánh qua bên trái vậy đó. Và cùng lúc đó thì cái chân của mình sẽ dở và đạp. Khúc này sẽ hơi khó một chút cho nên mọi người để ý kỹ nha. Vừa xoay và vừa dở chân. Và mình sẽ quay hẳn qua bên phía bên đằng sau luôn ha. Ok, mình sẽ làm lại. Một. Rồi mình sẽ đạp một cái. Bùm. Rồi nhảy lên một cái. Bùm. Ok, là hai lần nha mọi người. Hai đi. Feel. Linh. Linh. And. Rớt. Lúc đó mình sẽ dậm chân. Đang là dậm chân trái ở ngoài rồi ha. Sau đó mình sẽ dậm lên và rớt và... Ok, dậm chân bên phải lên và lùi về, ngược lại một lần nữa. Tick, two, tick, two, tick, two. Ba lần, ok. Sau khi dậm xong nha, mình sẽ làm lại. Đạp xong và mình rớt. Một và hai và ba và bốn và... Ok, khúc này sẽ hơi nhanh và khó một chút. Cho nên là mình hãy tập thật kỹ rồi sau đó hãy ghép nhẹ cái tốc độ nhanh nha. Hai đi, xoay, đạp, hấp, và rớt, lùi, và lùi. Ok, rồi sau đó mình sẽ nhảy qua bên phải, hấp, trái, hấp, phải, hấp. Động tác này mình chỉ cần tấn cái chân xuống và dỡ cái chân còn lại lên thôi, rất là đơn giản ha. Rồi, đếm lại nha. Hai đi, một, hai, ba, bốn, năm, 6, 7, dặn. Thì cái phần tay mình sẽ có thể làm tự do. Tùy mọi người muốn làm như thế nào mình cũng có thể tham khảo trong MV của EXO nha. Rồi, sau khi mình chạy qua tới đây rồi, mình sẽ nhún chân xuống và đưa gót chân lên hai cái. Ok, dặn, vùng, vùng. Rồi, mình sẽ làm lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, hấp, 2, 3, hấp, 4, 5, hấp, 6, 7, 8 và 1. Ok. Rồi sau đó mình sẽ đặt lên, don't fight, lùi. Phần tay của mình sẽ up như thế này và phần ngực của mình sẽ đi vào trong và đi ra ngoài. Đi sẽ đứng thẳng cho mình dễ nhìn nha. 1, 2, ok. 1, 2, nhưng mà tương tự vậy mà mình là sẽ làm xéo ha. 2, 1, 2, và kéo vô trong cuối cùng. Ok, mình sẽ đứng lại nha. 2, đi, don't fight the feel. Lên, kéo. Rồi sau đó nó có chữ yeah một cái là mình sẽ hất cái phần tay lên và phần chân bên trái mình sẽ đi lên. Hất và bước tới như thế này. Hai bước. Rồi mình dang tay ra, xéo. Sau đó mình sẽ đạp hất, hất, hất và hất. Phần gót chân của mình sẽ bẻ vô như thế này. Ok không? Rồi, hai, đặt tay. Đạp và đạp và đạp và đạp. Khi mà chân bên phải mình đạp xuống thì chân bên trái mình sẽ bật gót. Ví dụ như thế này. Đó. Ok. Rồi. Sau khi vòng qua tới đây xong, mọi người sẽ bước tới và nó có chữ woo, thì mình sẽ feel theo style của mình muốn ha. Ok. Rồi. Mình sẽ đếm lại một lần từ đầu cho đến đây rồi sau đó chúng ta sẽ ghép nhẹ cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, don't fight. Feel, lean, boom, chắc, chùm. Rớt và rớt và rớt và qua. Hấp, hừng, hấp, hừng, hấp. Bước, dằn 1, 2. Don't fight the feel. Lên, kéo về. Yeah. Bước tới dằn tay. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhẹ với tốc độ chậm nha. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ta đã hoàn thành xong ca khúc của EXO Don't Fight the Feeling. Bi rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo lần này nha. Nếu mọi người có muốn đề cử một bài hát mới nào mà muốn Bin dạy nhảy thì hãy comment ngay bên dưới cho Bin biết nha. Đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.